Thầy Ma Tử. Ôi trời, lại tới nữa sao? Tôi muốn mời cậu đóng năm chính trong quảng cáo của tôi. Năm chính tuyệt đối, thời lượng 1 phút 30 giây, giá cả có thể thương lượng. Lần trước là tôi không đúng, tôi không nên cười, vai diễn của cậu quá nhỏ. Ôi trời, những lời này có phải chị đã nhịn suốt dọc đường rồi không? Có phải là rất khó chịu hay không? Cậu nói đúng, tôi không nên không biết hạ mình. Cầu xin cậu cũng không thiệt thòi gì đâu. Tôi thật sự tới để mời cậu đóng năm chính trong quảng cáo của tôi. Quảng cáo sao? Để tôi suy nghĩ đã. Có gì mà phải suy nghĩ chứ, một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Chuẩn bị cho cảnh kế tiếp, diễn viên vào hiện trường. Chị xem, một ngày của tôi cũng bận rộn lắm. Tránh ra đi, nè. Chuyện đó để tôi suy nghĩ đã ha. Ân Thưởng, cậu. Tôi mọi người nghe tôi nói nha. Lát nữa, khi trong đó có người hô phát màn thầu đây, sau khi mọi người nghe thì lập tức xông qua đó giành màn thầu ha. Nhớ kỹ, mọi người đã nhiều ngày không ăn gì rồi, đang vô cùng đói. Vậy nên nhất định phải làm sao cho ra cảm giác đói kém mấy ngày liền. Cảm giác căng thẳng đó, hiểu chưa? Rõ. Được rồi, mau chuẩn bị đi. Ý trời, chị cũng không cần phải làm tới vậy. Cần đấy, tôi đã nói với cậu là tôi đã hạ mình xuống rồi, triệt để hạ mình rồi. Tóm lại tôi nghĩ kỹ rồi, hôm nay cậu đi tới đâu tôi đi tới đó. Bộ này của chị là ai cho chị thế? Ai để chị vào đây? Sắp quay tới nơi rồi, chị đang đùa với tôi sao? Tôi đã nói với cậu rồi, sếp Từ là bạn của tôi. Tôi đã cho anh ấy xem tư liệu của cậu rồi. Hơn nữa tôi cũng đã nói đây là cảnh nâng cấp, không thu âm đâu. Tôi phải có đơn, tôi phải trở thành quán quân tiêu thụ. Tôi muốn làm sếp Trần. Tôi phải có đơn, tôi phải trở thành quán quân. Cứ hô lên như cậu thật sự có tác dụng sao? À, tôi đang luyện tập. Thầy tôi nói rồi, phải luyện cho mình ngày càng gan dạ hơn, liều mình xông ra mới kiếm được đơn hàng, đúng không? Tôi phải có đơn, tôi phải trở thành quán quân tiêu thụ. Tôi muốn làm sếp Trần. Tôi phải có đơn, tôi phải trở thành quán quân. Tôi muốn trở thành sếp Trần. Tôi phải có đơn, tôi phải trở thành quán quân tiêu thụ. Tôi muốn làm sếp Trần. Tôi phải có đơn, tôi phải trở thành quán quân tiêu thụ. Tôi muốn làm sếp Trần. Tôi phải có đơn, tôi phải trở thành quán quân tiêu thụ. Tôi muốn làm sếp Trần. Nhanh lên, bỏ điện thoại xuống đi. Nếu lần sau còn quay tới cậu, cậu cứ để bác ở đây đi. Rồi tôi sẽ gọi cậu quay lại lấy, có được không? Được, được, được. Được rồi. Thầy Ma Tử. Ôi trời, lại tới nữa sao? Tôi muốn mời cậu đóng năm chính trong quảng cáo của tôi. Năm chính tuyệt đối, thời lượng 1 phút 30 giây, giá cả có thể thương lượng. Lần trước là tôi không đúng, tôi không nên cười, vai diễn của cậu quá nhỏ. Ôi trời, những lời này có phải chị đã nhịn suốt dọc đường rồi không? Có phải là rất khó chịu hay không? Cậu nói đúng, tôi không nên không biết hạ mình. Cậu xin cậu cũng không thiệt thòi gì đâu. Tôi thật sự tới để mời cậu đóng năm chính trong quảng cáo của tôi. Quảng cáo sao? Để tôi suy nghĩ đã. Có gì mà phải suy nghĩ chứ, một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Chuẩn bị cho cảnh kế tiếp, diễn viên vào hiện trường. Chị xem, một ngày của tôi cũng bận rộn lắm. Tránh ra đi, nè. Chuyện đó để tôi suy nghĩ đã ha. Ân Thưởng, cậu. Tôi mọi người nghe tôi nói nha. Lát nữa, khi trong đó có người hô phát màn thầu đây, sau khi mọi người nghe thì lập tức xông qua đó giành màn thầu ha. Nhớ kỹ, mọi người đã nhiều ngày không ăn gì rồi, đang vô cùng đói. Vậy nên nhất định phải làm sao cho ra cảm giác đói kém mấy ngày liền. Cảm giác căng thẳng đó, hiểu chưa? Rõ. Được rồi, mau chuẩn bị đi. Ý trời,
Chị cũng không cần phải làm tới vậy. Cần đấy, tôi đã nói với cậu là tôi đã hạ mình xuống rồi, triệt để hạ mình rồi. Tóm lại tôi nghĩ kỹ rồi, hôm nay cậu đi tới đâu tôi đi tới đó. Bộ này của chị là ai cho chị thế? Ai để chị vào đây? Sắp quay tới nơi rồi, chị đang đùa với tôi sao? Tôi đã nói với cậu rồi, sếp Từ là bạn của tôi. Tôi đã cho anh ấy xem tư liệu của cậu rồi. Hơn nữa tôi cũng đã nói đây là cảnh nâng cấp không thu âm đâu. Được rồi, mau vào trạng thái đi. Ôi trời ơi, đói quá. Nào, chúng ta chuẩn bị quay nha. Nào, nào, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nào, 1, 2, 3. Bắt đầu. Nào nào, phát màn thầu đây, màn thầu kìa. Cho tôi một cái, cho tôi một cái, cho tôi với. Đừng vội mà. Màn thầu. Màn thầu kìa, cho tôi một cái với. Ôi da, ôi da. Dừng, nào, cắt. Chị không sao chứ? Không sao, không sao. Tôi đã nói với chị rồi, để lát nữa tôi diễn xong rồi nói. Chị chen lên giành cái gì chứ? Có bị ngã không? Không sao, cậu yên tâm, tôi rất khỏe mà. Tôi nói chị nghe, chị đừng có cảm thấy thích chị, thương hại chị thì tôi sẽ giúp chị. Như vậy thì chị nhất định sẽ thất vọng đấy. Phải để bản thân có chút giá trị. Có vậy mới có thể trao đổi tài nguyên, chứ không phải là ai giúp ai. Giống như ban đầu khi chị ký hợp đồng với 5 người chúng tôi, chắc chắn không phải vì thích đâu, đúng không? Nhất định là vì chị tin rằng chúng ta có thể đem lại lợi ích cho nhau, đúng không? Vậy ý của cậu là sao? Cậu có đồng ý không? Tất nhiên là phải đồng ý rồi. Cậu đồng ý rồi sao? Tôi còn tưởng mình phải quay thêm mấy cảnh nữa chứ. Chị đóng vai ăn mày mà còn sơn móng tay, chẳng chuyên nghiệp gì cả. Cô có thể đưa người đi, nhưng mà cô phải đảm bảo với tôi, đến lúc đó nhất định phải đưa cậu ấy về nguyên vẹn cho tôi đó. Anh yên tâm, trước cảnh đêm tôi sẽ đưa cậu ấy về. Được, cảm ơn anh vất vả rồi. Vừa nãy phó đạo diễn đã nói rồi, ngày mai cậu có hai cảnh phim, sáng một cảnh và tối một cảnh. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp xe 11 giờ tới đón cậu, sau đó tới đó xong chúng ta diễn tập và trang điểm chừng khoảng 4 tiếng, sau đó thì cậu dành ra cho tôi nửa tiếng để kiểm tra xem có cần quay bù gì không. Sau đó tôi sẽ cho xe đưa cậu về đoàn phim, tuyệt đối không ảnh hưởng tới cậu quay phim. Được, sắp xếp kỹ lưỡng tới vậy sao? Vậy hợp đồng quảng cáo chị đã ký xong chưa? Rồi. Vậy thì tốt quá. Vậy thì chị phải thêm cho tôi một ít đấy. Hả? Không phải không có tôi thì không được sao? Còn chưa đóng dấu nữa, vậy lại càng phải thêm. Không có tôi chị sẽ không ký hợp đồng được. Thế này đi, thêm 5.000 tệ nha, 15.000 tệ. Chỉ được 10.000 tệ thôi. Được, 13.000, 10.000 thôi, không nhiều hơn được nữa. Vậy thì 15.000 tệ, không được tôi không quay. Được, 13.000, chốt giá. Ngày mai gặp. Ừ. Vậy chị chú ý an toàn nha. À đúng rồi. Có lẽ cậu không phải, nhưng lúc đó tôi ký hợp đồng với cậu thật sự là vì tôi thích đó. Tinh Nhi, lát nữa cảnh đầu tiên sẽ bắt đầu từ phía cô nha. Động tác phải khoa trương một chút đó. Được. Ân thưởng lát nữa sẽ phụ diễn với cô. Được. Nào chuẩn bị, bắt đầu. 3, 2, 1, diễn. Khi chàng trai mà bạn yêu thầm là một tên trai thẳng ngốc xích. Vòng 1. Bạn tôi cũng thật tình. Rõ ràng là đã nói cùng nhau đi ăn, rồi lại đột nhiên không nữa. Tôi lại đang có voucher giảm giá cho hai người. Phải làm sao đây? Hay là cô đưa voucher cho tôi đi. Tôi ăn khỏe lắm, một mình tôi có thể ăn phần của hai người. Vòng 2. Ui da, hình như máy tính của tôi bị hỏng rồi. Tối nay anh có thể tới nhà sửa giúp tôi không? Nửa đêm như vậy không thể lên mạng sao mà được chứ. Dùng máy của tôi đi.
Vòng 3. Em nói thẳng luôn nha. Em thích anh. Em chỉ muốn cả ngày được ở bên anh thôi. Tôi biết ngay mà. Anh biết ư? Nhưng mà thùng ngâm chân của tôi chỉ lớn cỡ này thôi, không thể ngâm chung với cô được. Hay là thế này đi, cô cũng mua một cái đi, mua ngay bây giờ, còn tặng muối ngâm chân nữa, tiện cực kỳ. Hời như vậy sao? Tuy là chúng ta không thể ngâm chung, nhưng nếu bạn cũng thích dưỡng sinh, hoan nghênh gia nhập nhóm chat này. Chúng ta cùng nhau ngâm chân dưỡng sinh đi. Thật tốt quá. Nhất là phần quét mã QR cuối cùng, sao cô lại nghĩ ra được thế? Không phải cô nói người trẻ tuổi bây giờ đang phổ biến về sức khỏe kiểu châu Á, muốn bọn họ yêu thích việc ngâm chân hơn sao? Lúc đó chúng tôi nghĩ phải làm sao mới có thể tập hợp tất cả những người thích dưỡng sinh và am hiểu về dưỡng sinh lại. Cho nên tôi mới nghĩ ra màn quét mã vào nhóm chat này. Một là có thể biến nhóm chat này thành một căn cứ của họ. Hai là có thể biến bọn họ thành nguồn lực quảng bá miễn phí cho thương hiệu của chúng ta. Tuyệt quá đi mất. Quảng cáo này rất phù hợp với cách chơi video ngắn hiện nay. Hơn nữa tốc độ quảng bá cũng rất nhanh. Tôi rất hài lòng. Còn cả ân thưởng nữa, cậu đúng là đa tài đấy. Vừa có thể quay phim, vừa có thể quay TikTok. Ánh mắt tôi thế nào? Sếp Dương, chị khách sáo quá rồi. Tôi được như thế này đều là công của chị Bảo. Chị Bảo dạy dỗ tốt. À, đây là công lao của cả team chúng ta, đúng không? Hai người đừng có khiêm tốn cho nhau nữa. Sau này tôi tới công ty các người hợp tác, tôi sẽ tìm cô đấy. Cô đừng tăng giá cho tôi đó, yên tâm đi, chắc chắn không đâu. Thế này đi, nếu như cô dứt khoát như vậy, vậy tôi cũng dứt khoát. Hợp đồng trọn năm của công ty tôi giao cho cô. Thật sao? Giờ trà chiều ngày mốt, tôi mang hợp đồng đến. Cảm ơn cô, sếp Dương. Sếp Dương à, cảm ơn sự rộng lượng của cô. Trước đó là tôi quá thất lễ rồi. Thật ra thì tôi cũng có chỗ không đúng lắm. Tôi không nên nói bạn cô không tốt ở trước mặt cô. Cô chơi rất đẹp, tôi có thể hiểu. Vậy tôi đi nha, tôi tiễn cô. Tôi đi nha, tạm biệt sếp Dương. Hợp đồng trọn năm thôi mà, không tới mức đó chứ. Hợp đồng trọn năm thôi là sao? Cậu có biết vì hợp đồng trọn năm này tôi tốn bao nhiêu tâm huyết không? Bỏ cả tự tôn còn chưa nói, tóc cũng sắp rụng hết. Lượng tóc của chị trông cũng ổn. Tự tôn thì mất ở chỗ tôi đúng không?